Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ dạy vở Oli bài tập toán lớp 2. Bài hôm nay chúng ta sẽ học là bài 23, bài toán về nhiều hơn. Bài số 1. Hàng gấp được 9 bông hoa, Hương gấp được nhiều hơn Hàng là 4 bông hoa. Hỏi Hương gấp được bao nhiêu bông hoa? Số bông hoa Hương gấp được là, như vậy chúng ta sẽ bỏ này. Bao nhiêu bỏ? Số bông hoa Hương gấp được là số bông hoa Hương gấp được là, rồi ta lấy là 9, 9 là cộng 4 là bằng 13 bông hoa. Đáp số là 13 bông hoa. Số người đầu 2 có là 8 ta cộng 8 cũng được. Rồi, hoặc 8 ta nhân cho 2 cũng được. Nhưng mà bài hôm nay chúng ta sẽ học về cái về là nhiều hơn, thì chúng ta 8 nhân 2 hoặc là 8 cộng 8 cũng được, 8 x 16. 16 người. Hoặc là 8 ta cộng cho 8 ha. Là bằng là 16 người. Cách nào cũng được. Đáp số. Chúng ta qua bài số 3. Đoạn hãm thứ nhất dài là 15 cm. Đoạn hãm thứ hai là dài hơn đoạn hãm thứ nhất là 3 cm. Vậy đoạn hãm thứ hai là dài bao nhiêu cm? Hơn là chúng ta cộng lấy 15, ta cộng cho 3 là bằng 18 cm. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.